Hello, welcome back to Chúng Ta Chơi Scary Quiz. Ok, vào game. Vừa vào đã gặp thấy đứng ngay dưới rồi. Tiếp tục chơi game đi. Wow, chìa khóa. Chúng ta đã thấy một cái chìa khóa. Hello. Không có ai. Quá. Mày đâu rồi? Chúng ta đã có vũ khí rồi. Ui. Oh my god, nó đau đâu nè. Bắn rồi mà vẫn chết. Ta chơi Siren Head này đi. Ok, vào game. Sao game này lại trắng thế này? Chúng ta hãy đi theo tiếng gọi đi. Tiếng gọi của... tiếng kêu đây này. Úi ôi, xa dần hết này. Cái game này nó trắng chứ không phải là do máy quay của mình nó xấu đâu. Nhạt luôn. Rất là khó điều khiển game này, nó cứ thế nào ấy. Wow, nó thì ra một cô gái. Em nhìn cứ tưởng quái vật luôn ấy. Kêu gì mà dữ vậy? Có ai làm gì đâu? Cứ chạy này chậm quá. Đến bao giờ mới bắn được 1 tỷ con quái vật?
vai này. Please help me. Help me. Please help me. Ta sẽ kiếm cái chìa khóa đây. Ok. Game này làm cái sương mù này nó quá là trắng, rất khó chịu. Tối quá. Cô đây rồi, cô gái đây rồi. Một cô gái bị nhốt ở một nơi rất là tối tăm mà lại còn chả có đèn như này nữa. Quả là một điều đáng sợ. Hy vọng chúng ta không bao giờ rơi vào cái hoàn cảnh như vậy. Thật đáng sợ. Rồi, chạy luôn đến chỗ xe rồi. Mình tới cho nhanh. Mà chạy không thì bao giờ mình đến. Cái này như kiểu phần 2 cũng vẫn thế. Chúng ta sẽ đến với City War. Và game này, chúng ta sẽ chịu thật là nhiều sandbox lên. Đây, đội địch đây. Mình sẽ chịu một con sandbox khổng lồ. Ôi chết rồi, nhỡ tay bấm hai con mất rồi. Chiến thôi chứ còn đợi gì. Ui, bốn con, quả này không ăn được đâu. Phù thủy, phù thủy. Cái này là mình. Quan được không? Vậy, các thầy phù thủy của tôi. Các thầy phù thủy đi ra phát nó đập cho một phát là bốc khói luôn, trở thành một đám mây đen luôn rồi. À đây mình có một con sọc xiên. Sọc xiên màu vàng này. Ta sẽ đi đằng sau. Tấn công móc lốp. Đừng đánh tôi. Mình cứ thịt hết rồi cái bọn này đi. Về đi. Quay rồi. Cái dàn chiến binh siêu anh hùng này hỏng hết rồi. Toàn hết rồi. Ném lao đâu. Nút ném lao đâu. Có mình vừa thấy nút ném lao mà. Công từ đằng sau nhé. Con này bất tử hay sao nhỉ? Đấy, thế vẫn quảng con này. Chạy nhanh thích thế. Bên luôn nhắm lao như này. Sấp mặt. Gọi thật nhiều phù thủy lên. Phù thủy giật thật nhiều lên. Đây có 999 con phù thủy luôn. Ừ.
mấy con crab này nó lại phá nhà hôm nào đấy. Mình cái chuyển sang Scary Teacher. It's finally here. Lâu lắm rồi không chơi cái màn này, hôm nay chúng ta sẽ chơi lại. Nó vẫn hay như ngày nào chứ. Hy vọng là thế. This? Nothing dear. Come here. Nói bà này bà thôi miên cái ông già này của tôi. You won't remember a thing. Now the rồi, mà game rồi. Màn này phải vào trong nhà chính đi. Chìa khóa xanh thì chìa khóa đỏ nên không nhớ đừng lấy tốt. Rồi ok. Xin luôn miếng bùa này. Ông này đang bị thôi miên này. Có biết cái gì đâu mà. Hãy đợi cho cái bà già này đi vào phòng tắm và chúng ta sẽ đột nhập vào nhá. Cứ lặng lẽ mà vào thôi. Thì ra chiều quạt xanh. Sao không cho mình cầm này. Cái chiều quạt này vứt mẹ này. Thả cái miếng bùa vào đây. Chúng ta sẽ lặng lẽ mà đi xuống tầng tầng hầm. Tầng hầm đâu rồi? Đây đây, tầng hầm đây. Con mèo ấy chính là nhân vật chính trong cái buổi tiệc ngày hôm nay. Run. Quay. Đi rồi. Chui ở trong quần tắm sông hơi này mà canh. Héo. Thành công trong cái màn này rồi. What on earth? This woman is crazy. No. Chúng ta chơi. Hết chưa? Hết chưa đây. 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 Welcome to season 2. Chơi World Rap. Hành trình ra khơi tiếp tục nào.
Anh đừng đánh nhau, hãy đánh nhau sớm quá. Thôi xong. Bè chúng ta có vài móng rồi. Bè con này to đấy. Bây giờ là cứ phải ăn được một cái thằng súng phun lửa mới mạnh. Mình là có 40 sát thương. Úp sọt được cái con này. Rất hay. Còn game nào nữa không? Comic for basic. Đâu nào, đang chúng ta đang check xem này, có sai gì hết rồi. Radar chúng ta đang check nha. Không thấy ma nào nhỉ? Đây một con. Cấp độ là bình thường. Cảnh báo quá. Nó sắp tiến đến chúng ta rồi này. Nó đâu rồi?
nhân lại rồi. Chưa thấy gì. Nó lại tiến đến gần rồi sao đấy? Let's do a slither. Okay. Ôi, ăn được con to quá. Cái này là của mình tốt. Tất cả là của mình. Wow. Ok, vào game. Có tiếng này cái gì đây? Đèn à? Game này game mới đấy. Chơi lại phát nhờ. Khá là ảo đấy. Này có cái gì cơ? Súng các bạn ạ. Ơ? Sao đấy? Thua à? Đã chơi Ultimate Final. Tăng cái này lên. Mình thích con voi, mình tăng con voi lên. Go. What? Trời, ghê quá. Chưa kịp làm cái gì.